Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi mới mua về được một chiếc xe bán tải Ford Ranger quý vị và các bạn nhé. Hiện tại cửa hàng chúng tôi đang có bán tải là Mitsubishi. Thì chiếc xe ngày hôm nay là tôi đang giới thiệu đến quý vị và các bạn đây, lâu lắm chúng tôi mới mua được, là chiếc xe Ford Ranger phiên bản XLS số tự động một cầu quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân, lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Đấy, và phiên bản này là màu vàng cát, số tự động một cầu, và nhìn về bên ngoài thì quý vị các bạn cũng đã thấy được rồi ạ. Rất là mới, rất là đẹp, và chủ xe cũng đã lắp thêm một số đồ rồi. Đấy, ví dụ như là thanh thể thao này, nắp thùng cuốn này, giá nóc. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới mua về được, còn đang dọn rửa đây các bạn này. Vừa dọn vừa rửa là tôi quay, tôi đăng luôn cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe này nhá. Rất là mới, rất là đẹp, chiếc xe mới lăn bánh có hơn 6 vạn km thôi. Dàn lốp theo xe còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Đấy, đang rửa đây các bạn này. Anh em đang dọn rửa thì tôi quay, tôi giới thiệu luôn cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe này các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, phiên bản 2.2, máy dầu quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 539 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger XLS số tự động một cầu sản xuất năm 2020 thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Toàn bộ về phần ngoại thất rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về phần nội thất của chiếc xe quý vị các bạn nhé. Đấy, cũng đang rửa, đang dọn rửa thì bây giờ tôi quay cho quý bạn xem là cái phần nội thất cũng như là về cái phần keo chỉ bên trong của chiếc xe các bạn nhé. Táp bi cánh cửa phía trước bên lái đây, rất là mới, rất là đẹp, nguyên bản từ keo chỉ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Đồng hồ công tơ mét đây thưa quý vị và các bạn. Đấy, chiếc xe lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi, rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Nội thất ghế nỉ nguyên bản. Đấy, nội thất ghế nỉ nguyên bản và rất là đẹp, chủ xe đã lót sàn 5D rồi, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Phiên bản số tự động một cầu là cái phiên bản bán hot nhất tại thị trường Hà Nội các bạn nhé. Rất là nhiều người thích những cái phiên bản này, vì nếu như đi rừng đi núi nhiều thì người ta lại cần những cái phiên bản là số sàn hai cầu. Nhưng nếu chạy đường Hà Nội, đường phố hoặc các đường bằng thì đa số chỉ cần số tự động một cầu thôi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Toàn bộ từ ngoại thất cho đến nội thất, đây là cái táp bi cánh cửa phía sau bên lái đấy ạ, đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, nội thất nỉ nguyên bản này. Những chiếc xe bán tải thì gần như là ngồi hàng ghế ngồi đằng sau này thì ít người ngồi hơn, cho nên là cái hàng ghế sau rất là mới rồi. Đấy, rất là đẹp, màu vàng cát thì thích hợp với rất là nhiều độ tuổi quý vị các bạn nhé. Và nhìn về đằng sau thì các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được chủ xe lắp thêm thanh thể thao, gọi là vai thể thao, và nắp thùng cuốn quý vị các bạn nhé. Đấy, đây là cái nắp thùng cuốn này. Đấy, nắp thùng cuốn như đang khóa các bạn ạ. Tôi lại không có chìa khóa ở đây, chìa khóa chắc vẫn trong xe, cho nên là tôi không mở được ra cho quý bạn xem nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Cụm đèn thì cũng đã được chủ xe ốp đèn để bảo vệ, chống xước, cơ bản là chống xước và để trang trí cho nó đẹp các bạn nhé. Đấy, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả này, tất cả là còn nguyên bản và còn rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất là mới luôn. Dàn lốp còn rất dày. Đấy, dàn lốp quý bạn xem đấy, toàn bộ chiếc xe
rất là mới, sản xuất năm 2020, tính ra là chạy sử dụng được hơn 3 năm thôi. Với hơn 6 vạn km thì mỗi năm cũng lăn bánh được hơn 2 vạn km một chút, chạy ở cái như vậy so với những chiếc xe bán tải là chạy quá ít các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, động cơ, tôi mở cái nắp carbon lên cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ. Ốc cabo còn nguyên bản này các bạn này. Cam kết với quý vị các bạn là còn nguyên bản hết, không đâm đụng, không có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Tất cả là còn nguyên bản luôn. Đấy. Toàn bộ ốc cabo, keo chỉ cabo là còn nguyên bản hết này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy, từ cabo cho đến động cơ đều là còn nguyên bản hết các bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản là 2.2 máy dầu các bạn nhá. Đấy, động cơ không những còn nguyên bản và còn rất là mới đấy các bạn này. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn về cái động cơ này nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước các bạn nhá. Tất cả là còn nguyên bản hết. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Ranger này thì đừng chần chừ gì nữa, hãy nhấc máy gọi ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.